Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy nghe tin Gioan bị nộp, Chúa Giêsu lui về Galilea. Người rời bỏ thành Nazareth đến ở miền duyên hải thành Capernaum, giáp ranh đất Zabulon và Nephtali, để ứng nghiệm lời đã phán bởi miệng tiên tri Isaiah rằng: Hỡi đất Zabulon và Nephtali, đường dọc theo biển bên kia sông Jordan, Galilee của ngoại bang, dân ngồi trong tối tăm đã thấy ánh sáng huy hoàng, ánh sáng đã xuất hiện cho người ngồi trong bóng sự chết. Từ bấy giờ Chúa Giêsu bắt đầu rao giảng và nói: Hãy hối cải vì nước trời đã gần đến. Nhân lúc Chúa Giêsu đi dọc theo bờ biển Galilea, người thấy hai anh em là Simon cũng gọi là Phêrô và Andrê em ông, cả hai đang thả lưới dưới biển, vì hai ông là ngư phủ. Người bảo hai ông rằng: Các ngươi hãy theo ta, ta sẽ làm cho các ngươi trở thành những ngư phủ lưới người. Lập tức hai ông bỏ lưới đó mà theo người. Đi xa hơn một đỗi, người lại thấy hai anh em khác là Giacôbê con ông Giê-bê-đê và Gioan em ông đang vá lưới trong thuyền với cha là Giê-bê-đê. Người cũng gọi hai ông. Lập tức hai ông bỏ lưới và cha mình mà đi theo người. Và Chúa Giêsu đi rảo quanh khắp xứ Galilea, dạy dỗ trong các hội đường của họ, rao giảng tin mừng nước trời, chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền trong dân. Đó là lời Chúa. Câu chuyện bài tin mừng hôm nay chúng ta có thể chia làm hai phần. Phần thứ nhất là cái phần mà giới thiệu Chúa Giêsu sau khi mà ông Gioan Tẩy Giả hoàn tất sứ vụ của mình, tức là ông bị bắt, ông không còn rao giảng được nữa, thì Chúa Giêsu bắt đầu xuất hiện và tiếp tục rao giảng. Tại vì nhiệm vụ của Gioan Tẩy Giả đã chấm dứt là giới thiệu Chúa Giêsu. Và sau đó khi ông bị bắt đó, thì Chúa Giêsu bắt đầu đi rao giảng tin mừng. Và cái việc đầu tiên trong phúc âm của Matthew của Chúa Giêsu là khi bắt đầu rao giảng tin mừng thì Chúa Giêsu chọn 4 môn đệ đầu tiên là những ngư phủ trên biển hồ Galilea. Bây giờ biển hồ đó dòm có vẻ nhỏ, nhưng mà trước đây chắc chắn là rất là lớn, tại vì nó lên tới trên phía này nước rất là nhiều. Hồi đó, cái thời đó, thời Chúa Giêsu là nước còn rất là nhiều. Cho đó về sông Giô-đan hồi đó nó cũng lớn hơn là bây giờ. Bây giờ nó chỉ giống như con rạch thôi. Nên người ta mới gọi là biển hồ tại rất là lớn. Tôi đã tới biển hồ giáp ranh, biển hồ Tonle Sap giáp ranh từ Châu Đốc, đường biên giới giáp ranh bên Campuchia, nhìn nước nó mênh mông như là biển vậy. Thì tôi nghĩ biển hồ Galilee mà được gọi là biển hồ là vậy, tại vì rất là lớn, do đó mà có sóng gió. Và Chúa Giêsu chọn, tại sao mà Chúa Giêsu chọn 4 cái môn đệ đầu tiên là những ngư phủ? Trong lớp Kinh Thánh khi tôi hỏi như vậy thì có người trả lời đầu tiên, tức là họ là những người can đảm, họ bền bỉ. Nhưng mà khi chúng ta nhìn thấy một ngư phủ là chúng ta nhìn thấy cái sự mạnh mẽ của họ. Họ rất là chắc chắn, dãi dầu sương gió, và họ là những người rất là khỏe mạnh. Cho đó mà khi Chúa Giêsu
muốn trao cái sứ mệnh cao cả của việc rao giảng tin mừng thì Chúa Giêsu trao cho những ngư phủ, là những người dạm dày sương gió, những người không ngại khó ngại khổ, sẵn sàng đối đầu với bão tố cuồng phong. Vì chỉ có họ mới có thể hoàn thành cái sứ mạng cao cả và đầy gian truân giữa biển đời sóng gió. Nên chúng ta giáo hội được gọi là con thuyền của giáo hội. Con thuyền của giáo hội đi trên biển đời luôn luôn gặp sóng gió và cần những con người mạnh mẽ, cần những yếu tố của một của những ngư phủ, cái tố chất của những ngư phủ để mà có thể đương đầu với gian truân thử thách, sóng gió nổi lên trong cuộc sống, trong đời sống của giáo hội nhé. Nhờ những con người dày dạn xương gió như vậy mà giáo hội mới lan tỏa ra khắp thế giới, từ một nhóm nhỏ ở nước Do Thái rồi bây giờ vươn ra toàn thế giới. Chúng ta cứ thử tưởng tượng, nếu không có những con người dày dạn xương gió như Thánh Francisco Xavier đã vượt đại dương đi đến với các dân tộc xa lạ trên lục địa Á Châu mênh mông, không có những người mạo hiểm xâm mình như các nhà thừa sai Paris đến rao giảng tin mừng tại Việt Nam trong thời kỳ cấm cách và bắt bớ, thì làm gì có hạt giống đức tin triển nở dồi dào trên vùng đất của Á Châu cũng như ở Việt Nam. Nhưng hôm nay, giáo hội đang khựng lại trên con đường truyền giáo. Số lượng những người theo Chúa không thể tăng lên trong suốt nhiều thập kỷ qua, mà số người giữ đạo lại sụt giảm đáng kể. Cũng chỉ vì thiếu những con người dày dạn xương gió bất chấp hiểm nguy để mà loan báo tin mừng. Rồi hôm nay là đầu năm, ngày mùng 2 Tết Canh Tý. Chúng ta ăn Tết hôm nay mùng 2 là chắc là ăn nhiều thịt kho tàu, bánh tét, củ kiệu, canh khổ qua. Chắc quý vị cũng đã ngán rồi. Nên hôm nay tôi xin đãi mọi người món chả cá tin mừng. Món chả cá thì gồm những vật liệu sau đây. Trước hết là đã gọi là chả cá thì phải có cá. Và cá nhắc nhở chúng ta về việc Đức Kitô kêu gọi tất cả chúng ta, những môn đệ của Ngài, trở nên những người đi lưới người để chia sẻ tin mừng của Ngài tới mọi người, như các ngư phủ xưa. Rồi món chả cá cần phải có dầu. Dầu nhắc nhở chúng ta về bí tích rửa tội và thêm sức. Chúng ta đã trong bí tích rửa tội và thêm sức, chúng ta đã được sức dầu thánh hiến, được tham dự vào ba cái chức vị quan trọng của Đức Kitô là tư tế, ngôn sứ và là vua. Nên ước gì chúng ta chu toàn cái vai trò của tư tế, ngôn sứ và vua mà chúng ta đã được chia sẻ với Đức Kitô, đấng được sức dầu qua bí tích rửa tội và thêm sức. Rồi trong món chả cá thì không thể thiếu các gia vị, nhất là tiêu và quế để cho nó thơm.
Thì các gia vị nhắc nhở chúng ta về nhũ hương và một dược mà các nhà đạo sĩ dâng cho Chúa hài đọc. Các nhà đạo sĩ dâng cho Chúa nhũ hương và một dược là những thứ rất là quý. Do đó mà gia vị nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta luôn phải dâng cho Chúa những gì tốt đẹp nhất của chúng ta, chứ không phải là dâng cho Chúa những thứ chúng ta không xài đến, những thứ dư thừa, những cái leftover. Và dĩ nhiên là món chả cá mà không có nước chanh rồi vắt trên đó thì nó mất ngon đi. Và chanh, nước chanh được vắt ra từ trái chanh nhắc nhở chúng ta rằng Đức Kitô đã sai chúng ta ra đi và mang lại hoa trái, và những hoa trái không hư nát. Nên khi chúng ta lãnh nhận bí tích rửa tội là chúng ta phải sinh hoa trái. Chúng ta phải tiếp tục cái sứ mạng của các tông đồ xưa là đi loan báo tin mừng, vì chúng ta được tham dự vào chức tư tế, ngôn sứ và vua của Đức Kitô đấng được sức giàu. Ước gì trong năm mới này, nhất là bài phúc âm hôm nay trùng với ngày mùng 2 Tết chúng ta, đầu năm Canh Tý của chúng ta, chúng ta cầu nguyện cho các bậc tiền nhân của chúng ta, những người đã giữ gìn đức tin để truyền lại cho chúng ta. Và ước gì chúng ta tiếp tục sứ mạng đó của các ngài trao lại cho chúng ta bằng việc chúng ta giáo dục con cháu của chúng ta trong đức tin. Để dù là không có, chúng ta không có khả năng lôi kéo những người khác về với Chúa, thì ít ra chúng ta cũng giữ được con cháu của chúng ta nó còn có đức tin mạnh mẽ như chúng ta. Có như vậy, cộng đoàn của chúng ta mới sống động. Nên xin tặng quý vị món chả cá tin mừng trong ngày mùng 2 Tết hôm nay.